Hôm nay đến quay nhà của giới tài phiệt Việt Nam cho các bạn xem các bạn này. Đấy, một căn biệt thự mà với diện tích đất đâu đó chắc phải khoảng độ 2-3 ngàn mét vuông gì đó giữa trung tâm Sài Gòn, trung tâm thành phố Thủ Đức các bạn này. Đấy, diện tích cái căn dinh thự sử dụng này, chắc cái căn này nó cũng phải hơn 1000 mét vuông sử dụng rồi. Quá kinh khủng. Đằng trước này, chủ nhà mà không thích đi Rolls Royce thì chủ nhà cứ bay xuống phi thuyền mà, à quên, du thuyền mà đi trước sông Sài Gòn các bạn này. Ôi, một mình một cõi các bạn ơi. Ủa, quá đẳng cấp, đúng trên tính chất giới tài phiệt. Này là quá giới tài phiệt các bạn ạ. Đấy, bên này cũng có một cái căn y chang như vậy. Ở ngoài nó to khủng khiếp luôn các bạn. Ây chà, một mình một cõi giữa Sài Gòn tấp nập luôn các bạn ạ. Trước là con sông Sài Gòn êm đềm đang chảy qua đây. Ai bán du thuyền thì tới ngay đây mà bán đi nha các bạn. Quá VIP. Người ăn không hết kẻ lần không ra các bạn ơi. Bán mãi lợp đến khi nào mới giàu được đây.